Rồi, đau sao chị? Đau quá à? Đau quá, đau trên lưng này xuống cái mông này. Hôm đầu tiên đến lớp là nằm ngay rồi. Cứ đi rón rén vậy nè. Rồi quay qua đây, đó cứ đi đó rồi quay qua đây. Đó rồi quay là chậm vậy đó hả? Ô, nó đau vậy sao? Ôi trời ơi, này giống như mấy tiểu thơ mà thời bản thân đi bị sửa tướng từ từ đau hay sao? Rồi đau cái mông. Bây giờ cái tư thế ngồi xuống đứng dậy được không? Dạ được. Cúi, chị cúi. Cái khó nhất, đây cái dính ở đây nè, cái dính ở đây nè đó. Rồi cúi xuống. Nội tướng này không không xong rồi. À rồi, thôi được rồi. Chỉ con cái là đi là đau đớn vậy đó. Ngồi lâu đứng lâu. À rồi ok. Đứng lên ngồi xuống thôi. Đứng lên ngồi xuống chắc được rồi, cô này chắc không có gì. Đúng vậy, đau. Rồi chào chút xíu. Rồi nữ. Rồi, làm ba kiếm tâm. Bắt đầu ngồi vậy từ từ. Rồi, quay qua đây. Yeah. Mọi chuyện là khác rồi phải không? À, bây giờ nghe sao? Nói nhẹ. Bây giờ có thể tự tin là đi mạnh dạn ngon lành không? Có nghĩ gì không? Chắc là được phải không? Mọi người biết đó là trong cái bệnh tật á, mà khi người bệnh á tự tin rằng là mình đi được. Tại vì mình tin là ông thầy đó, ông không có hành hạ gì mình lắm. Thấy không? Mà mình đi đứng ngon lành thì tự nhiên mình đi được. Đúng không? Bây giờ xuống đi cho mọi người sợ kìa. Đấy. Rồi. Đứng lên là nó khác rồi phải không? Đấy. Rồi, đi nhanh lên đi. Rồi, đi mạnh lên. Đó, rồi, rồi. Sao kỳ nha. Nhưng mà không phải đâu, chưa đâu. Bây giờ này, chạy lại cho cô kia cũng sợ. Nè, tại vì trước giờ mình đau vậy mà. Bây giờ mình chạy. Ok, up, jump. Ok, chạy quá, rồi quá đây. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.